gia đình tính toán con đường hôn nhân sắp tới chưa? Đấy, ui giời. Nó còn dính keo luôn. Ôi giời. Đây, đây là cái bát cộng hưởng. Đây bát cộng hưởng, bát cộng hưởng. Bát cộng hưởng mà nó đánh hôm qua xem nó đánh thụt kinh nhỉ. Bát chơi. Bát cộng hưởng. Bát của nó bát đây này, bát bát của nó đằng sau này, quẹo cục của nó này đây mà. Mấy bóng? Hai bóng. Mẹ bộ phân tần nó nhìn ác chưa? Sủa hồi. Nhìn bộ phân tần nhìn thích nha. Có bóng đằng ngoài. Hai bóng. Hai bóng. Mẹ mới tụ quần điện nhìn mẹ bộ phân tần ác nhỉ. Nó nói là thiết bị cuối đức xử lý mạ vàng mà chả biết. Về thiết bị đầu cuối. Để đây. Mang đây. Đây này. Đấy. Đây vàng ống này. Đây cho quay cho anh em xem. Đấy thiết bị đầu cuối mạ vàng. Bạt nó dã màn. Bạc tường. Quá đẹp. Cái này là 4 ôm cộng trừ 45%. Ngoài nó qua quận điện này xong rồi ra ngoài này. Đây chết. Tháo quả chết nè, tháo quả một quả nó lời thôi. Mẹ đây. Phần bộ phần tần điện thích nhỉ. Nó là giả ấy. Hoa cổng cửa. Nó đánh hoa cổng cửa. Thế mà nó đập kinh nhỉ. Nó có dây đâu. Đấy, tiếng bát xong đánh đấy, ra tiếng xong rồi tiếng mặt mặt đằng trước là bát là thông thông hơi ra đây đúng không? Dạ. Cao bao nhiêu thấy cao cái gì? Này nó là bát cộng hưởng mà nhẹ xóp đấy, nó có gì đâu cảm nhận tinh. Nhìn như là bát thật. Thế mà đánh ngoài ông có đánh thụt thụt nhỉ? Thụt ác nhỉ? Cứ tưởng bát chính bát này. Nó đây mới nhẹn cộng hưởng giật này mình tưởng mất củ. Ôi thật em đầu tiên tưởng bát trong bát giả cơ. Dòng này nó đấy thì hôm nay em đọc em chả mở nó chả có một cái bát cộng hưởng nhưng mà không biết bát cộng hưởng nó nằm chỗ nào ấy. Nằm ngay đây luôn. Cái này chỉ hai cái củ này cái giá ma nhỉ. Củ bọc ác kìa. Cụ đi này anh đéo nó bảo vệ bọc bảo vệ đó. Được chưa? Phân tần hát là karaoke không anh? Không hát nữa, hát nó bị hạn chế. Tất nhiên là hát thì vẫn hát được nhưng mà nó hòa nào cũng hát được. Có gì không hát được? Rất có cậy. Lại lấy cái này lấy cái kia cậy thì dễ hơn. Cô có nôn có rễ chưa cô? Nó vẫn còn nguyên nó mút keo lại mà. Nó còn nguyên keo. Nó làm cái này đẹp nhỉ. Đây nó dán thô luôn, gần mình bằng vải chéo. Bát nó trồng khiếp được đây. Dòng loa cộng hưởng này. Nhẹ xóp. Cái này nó là cái bát cộng hưởng mà hôm qua ông đánh giật kinh nhỉ. Đó, thụt. Xuống hơi đấy. Đấy. Kèo đấy. Cũ đâu? Cũ kia. Cũ kia anh nhìn cái bộ quận điện, bộ điện, bộ phân tần nó ác không? Nhìn thích nhỉ. Người ta nói em là có đức quốc. Vậy hầm hố hơn 601 thì nhìn lại đơn giản. 601 thì nó có gì đâu. Cái karaoke đây nó nghe nhạc. Nó dính gì trong anh ạ? Dính gì đâu, nó chỉ là keo thôi, không có gì đâu. Bên trong nó bảo vệ này mà nó có cục nó dài này mà nó nặng. À. Nó có một cái củ. Không nhấc được rồi. Củ nhấc cả củ lên chứ còn gì nữa. Không nhấc được. Nè. Không nhấc được.
nhấc là phải nhấc cả cái mê này lên. Đây này, nhấc là phải nhấc cả cái mê này lên. Tôi mình táo nhầm à? Không táo nhầm. Không ra được, không ra được. Không ra được. Nó có cái củ đấy mà. Nhấc là phải nhấc cả mê này cơ. Mê này là mê giả đây nha. Đây nhìn nó chỉ có mỗi hàng ốc là mê giả. Có cả cái mê này đấy không ạ? Mê là cái này nó nhôm này. Nhấc cả củ, nhấc cả mảng này. Ốc đây một cái nào đi. Cái này có ba cái. Lịch hết cả cái. Lịch táo nhầm mấy cái chung nó liền. Sao nó lại lịch? Nó riêng một thùng mà. Lịch cái này em lấy của